Hello, em xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em sẽ làm một cái món ăn rất là ngon luôn á cả nhà. Thì đó là món sườn non muối xả ớt chiên ha. Thì đây em có mua ở đây là 2 kg nè. Nhưng mà một lát nữa em lóc cái phần thịt lại, em chừa lại nha. Em chỉ lấy cái phần sườn thôi, tại vì cái phần thịt ở phía dưới nó cũng dày á. Rồi bây giờ em sẽ xắt cọng sườn này ra nè. Mình xắt theo cái chiều này nè. Rồi miếng thịt đó thì mình sẽ xắt mỏng mỏng gì. Sườn non thì nó có thịt, có mỡ, nó ăn nó rất là ngon luôn á cả nhà. Thì ở nhà mà mấy bé nhỏ của mình nó rất là thích ăn luôn. Cho nên hôm nay mình làm cái món này nè cho tụi nó ăn á. Sườn non này muối lên ăn, mình chiên nó mềm rất là ngon luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ xắt ra từng miếng gì ha. Cái món sườn muối xả ớt này thì cái cách làm nó cũng rất là đơn giản luôn, nhưng mà ăn thì lại ngon ha cả nhà. Thì cái món này cũng làm cũng rất là nhanh nữa. Nhìn cái miếng sườn này ngon quá chừng luôn á. Rồi cái phần thịt nạc thì em chừa lại, rồi còn cái phần sườn này không là 1,5 kg á cả nhà. Thì bây giờ em sẽ cho muối vô đây để mình rửa ha. Thịt bây giờ mình phải rửa hoặc là mình trụng qua nước sôi cho nó an toàn nha. Đặc biệt là phải rửa muối. Cái gì bây giờ cái gì cũng vậy, cho nên phải rửa muối ăn nó mới cho nó an toàn á cả nhà. Rồi mình bỏ muối vô thì mình rửa khoảng 3-4 nước thì cho nó sạch nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ rửa thêm khoảng 2-3 nước nữa cho nó sạch nha cả nhà. Rồi thì cái phần sườn này em cũng đã rửa xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ để cho nó ráo nước, sau đó mình đem đi ướp ha. Rồi cái phần sườn này nó cũng đã ráo nước rồi, thì bây giờ em sẽ đi ướp nè. Thì hôm nay thì em có nấu canh khoai từ nữa nè cả nhà, với lại miếng thịt để lát nữa mình nấu canh. Và có tỏi, với lại ớt, xả. Rồi em có chuẩn bị là 2 muỗng canh bột mì nữa nha, để mình ướp thịt đó. Rồi thì bây giờ em sẽ cho đây là 2 muỗng ăn canh nước mắm nè. Ba muỗng cà phê bột ngọt. Cái muỗng cà phê của mình, cái loại này là loại nhỏ xíu đó, chứ không phải là cái loại cà phê bự nha. Ba muỗng cà phê hạt nêm. Cái này là mình không có bỏ đường nha. Mình bỏ đường là mình chiên nó sẽ bị khét. Với lại mình muối xả mình chiên ăn cơm á, mình không cần cho đường đâu. Thì với lại 1,5 kg sườn này thì với cái gia vị này thì rất là vừa ăn luôn á. Thì bây giờ mình sẽ trộn đều lên ha. Sau đó mình cho tỏi xả ớt vào. Thì mình ướp thịt bằng nước mắm á, mình không có ướp thịt bằng muối nha. Bằng nước mắm thì nó giúp cái miếng thịt của mình nó sẽ mềm hơn, ngon hơn á. Và sau khi mình cho bột vô thì cái miếng thịt của mình đặc biệt rất là mềm luôn. Và mình chiên nó không có bị khét nè, với lại không có bị văng nữa. Thì bỏ bột vô nó có nhiều tác dụng lắm luôn á cả nhà. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho vô hết rồi, giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình để khoảng 20 phút nha, mình đã chiên. Cho cái miếng thịt mình nó ngấm gia vị á. Rồi mình trộn đều hết rồi mình sẽ cho bột vô luôn nè. Có bột vô thì nó miếng xả ớt mình nó sẽ dính lại miếng thịt đó. Cái cách này là rất là ngon luôn á. Cả nhà làm theo cái cách này ăn thử đi. Mình chiên xong mới cái miếng thịt mình nó mềm xèo luôn á. Bây giờ thì mình sẽ để cái phần thịt này ở đây nha. Mình sẽ đi nấu canh trước nè. Mình bắt lửa lên rồi mình cho cái nồi lên ha. Rồi cái nồi nóng thì mình sẽ cho dầu ăn vô. Rồi dầu nóng thì mình sẽ cho cái gốc hành vô để mình phi cho nó thơm nè. Để mình cháy cái phần thịt đó. Rồi cái hành của mình nó thơm rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt vô để mình xào nè. Mình xào cái phần thịt nó săn rồi, bây giờ mình sẽ cho nước vô để mình nấu canh ha.
nhà mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ cho nước vào bao nhiêu. Rồi bây giờ em sẽ cho bột ngọt nè, hạt nêm, rồi một ít đường ha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình ha. Cái nồi canh của mình nó nấu được một hồi này, nó có lên một ít bọt nè, mình sẽ hớt bọt. Phay từ này là phay từ ở nhà nè, hôm qua mình đào được mấy củ á. Phay từ này, cái củ này nó không phải cái củ mà nhỏ nhỏ cái kiểu kia. Canh phay từ mà có lá gừng vô là nêm ngon lắm luôn á cả nhà. Rồi nước của mình nó sôi được một lúc rồi, bây giờ mình sẽ cho phay từ vô ha. Mình cho phay từ vô, mình sẽ dầm ra gì nè, để thôi nó đóng cục lại nè. Phay từ ăn thì nó rất là thơm luôn. Nồi canh của mình đã chín rồi nè, bây giờ mình cho hành vô cái nữa là xong rồi đó, là mình nhắc xuống nha. Thơm quá chừng luôn rồi nè. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ bắt chảo lên để mình chiên thịt nè cả nhà. Rồi thịt, cái phần thịt thì nãy giờ mình ướp cũng được 20 phút rồi nè. Gia vị thì nó cũng đã thấm hết rồi. Thơm cái mùi xả ớt quá chừng luôn. Rồi mình chiên cái sườn á thì cái miếng sườn nó cũng dày á, cho nên mình cho dầu ăn hơi nhiều một chút ha. Rồi dầu nóng thì mình sẽ cho miếng sườn vô rồi mình chiên nè. Mình chiên sườn thì mình cho cái lửa liu liu thôi, mình đừng có lửa lớn quá. Cái miếng thịt của mình cũng đã vàng rồi nè, bây giờ mình coi mình trở bề nha. Cái miếng thịt mình nó vàng tươi luôn chứ nó không hề bị khét luôn á nha cả nhà. Nhìn rất là ngon luôn nè. Nó cái miếng thịt nè, không hề bị khét luôn ha. Mình cho lửa kêu kêu, mình chụm chịu khó, mình chụm từ từ thôi thì cái miếng thịt của mình nó sẽ chín và ngon hơn á. Đây là cái dĩa sườn của mình nè. Ngon quá chừng luôn á. Rồi thì cái bữa cơm mình hôm nay cũng đã xong rồi nè, mình đã dọn ra hết rồi. Thì mình cũng xin mời cả nhà dùng cơm với mình ha. Thì cái sườn non muối xả ớt này chiên ăn rất là dễ ăn cơm luôn á. Nè, ăn cơm với lại hôm nay thì có canh với lại có xoài nữa. Nó nhìn cái miếng thịt ngon chưa nè, vàng tươi luôn. Có canh nữa nè, rồi xoài chín nữa nè. Mọi người ai muốn ăn gì ăn ha. Thì em cũng xin chúc cho cả nhà mình có một bữa cơm gia đình thật là ngon miệng ha. Em cảm ơn cả nhà đã dành ít thời gian để xem video của em nè. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn lại gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha.